Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của Last Academy Và ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ về cái nội dung học tiếng Hàn về cái chủ đề là phân biệt giữa thà và mùa tu Thì trong thà và mùa tu thì nó cùng một cái ý nghĩa là ôn tức là tất cả các bạn Nhưng mà cái biểu hiện của nó xài thì nó hơi khác một xíu ha Cho nên mình sẽ chú ý để mình xài cho nó đúng các bạn ha Đầu tiên á, các bạn sẽ coi cho cô nó có một cái biểu hiện, cô đưa ra cái ví dụ là mùa tu hoạch nha Thà quạt nha, à, mua thu hoạch nha hoặc là tha hoạch nha tức là sao các bạn thường cái biểu hiện này á là nó sẽ thể hiện là tất cả đến rồi hả tất cả đến đầy đủ chưa như vậy cô sẽ phân tích hai cái biểu hiện này qua cái nguồn gốc các bạn coi ha đầu tiên á là cái nguồn gốc của từ tha các bạn tà thì nó sẽ là tha ha tà ha tà tất cả ba quát không chừa cái gì thì cái từ tà này nó là ôn tất cả và không chừa một cái gì ha các bạn thì nó là đi gốc từ từ -ha ta ha tà còn nếu mà cái từ mô tu này thì nó được đi góc từ từ, từ mô tà tập hợp gom lại tiểu tiết hơn tiểu tiết gộp lại thành một cái tổ hợp tức là có nhiều cái cái tiểu tiết nhỏ nhỏ và tập hợp lại thành một cái tổ hợp thì cái tổ hợp đó người ta gọi là mô tu là tất cả đó thì thường là sẽ dùng biểu hiện như vậy rồi như vậy thì cái điểm chung của hai cái này là gì các bạn mang cái nghĩa là ôn tất cả và sử dụng vị trí danh từ hoặc là phó từ đều được ha danh từ hoặc là phó từ đều được các bạn và khi dùng cho vị trí danh từ thì giống nhau hoàn toàn tức là nó chỉ khác nhau khi nó đứng ở vị trí phó từ còn ở vị trí danh từ thì gần như là giống hệt nhau về nghĩa và về cách dùng nên không cần phải phân biệt nhiều ví dụ ha điểm chung bây giờ điểm chung nè ví dụ như cô nói cái này in xe nghề so tony thà ca ni ta trong cuộc sống thì tiền không phải là tất cả các bạn ha thì chỗ này chúng ta có thể dùng mà tu cũng được đúng không? Rồi, Ha, tất cả các thành viên trong gia đình đều đi du lịch rồi. mình sẽ có cái cụm từ như thế này và vị trí sử dụng của hai cái từ này các bạn. Bây giờ cái điểm khác của cái này, đối với cái từ ta này á thì nó sẽ có một cái biểu hiện đó chính là nó gần giống như ha nó nó, nó là khi nói tới là nó đạt đến cái giới hạn như là gần xong, nghĩa tương đồng như là khởi hoặc là 테부분 thì gần như ha, gần xong gần như. Cô ví dụ Uh, đây cô ví dụ ha cô hỏi là trong số thải số so? ờ, tức là đã làm hết uh, việc dọn dẹp nhà cửa chưa thì chỗ này chúng ta không dùng thay thế bằng từ mô tu được các bạn coi phim nhiều các bạn sẽ thấy ở chỗ này không thay thế bằng từ mô tu được mà thường họ hỏi là gần làm xong cái gì hết chưa thì họ sẽ là hết so chứ không phải là mô tu hết so đúng không như vậy thì ở chỗ này các bạn nhớ rằng cái từ thà này nó sẽ biểu hiện cho một cái kiểu là cái việc gì đó và nó có một cái giới hạn và có một cái định lượng và khi làm thì nó gần như xong rồi thì cái, cái, câu này hỏi là bạn dọn dẹp gần xong hết chưa thả hết xô đúng không thì chỗ này sao thả một có sò ăn hết rồi chẳng hạn như đem ra một tô cơm mẹ hỏi ăn hết chưa con thả một có nhí thả một có xô có ăn hết rồi ha như vậy thì ở đây nó chỉ một cái cái giống như là cái từ thà này nó kiểu như là gần như là gần như, là, gần như xong hết rồi á kiểu như vậy thì nó gần đại khái như thế và cái điểm khác nữa ở cái mô tu là gì tổng hết các thành viên để ví dụ câu này ha mỗi in 100 ta Tất cả các thành viên chỉ được chưa được 100 người. Ôn tất cả thành viên chưa được 100 người các bạn. Thì chỗ này nó sẽ thường là nó sẽ chỉ như lúc đầu của nó cái từ gốc của từ mùa tu nó sẽ là một cái biểu hiện như là một cái tổ hợp có những thành viên có những cái tế bào trong đó và tạo thành một cái tổ hợp thì cái tổ hợp đã thường người ta dùng mùa tu nhiều như vậy trong đây cũng là một cái buổi họp thành viên thì trong đó khi dùng đến những cái buổi họp như thế này chúng ta dùng từ mùa tu là để chỉ về tận tất cả những cái thành viên trong cái buổi họp đó thì sử dụng cái từ này cũng rất là nhiều như vậy thì cái nội dung phân biệt cái ta với mồ tôi thì nó cũng cũng là đơn giản thôi các bạn các bạn chỉ cần nhớ cho cô là đối với cái từ thà nó có thêm một cái biểu hiện khi mà mình chỉ một cái sự việc gì đó nó gần xong rồi nó 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 đang tiến hành và nó có một cái định lượng một cái thời gian nhất định cho cái sự việc đó thì mình hỏi thì mình sẽ trả lời như vậy còn sẽ dùng cái từ tà như vậy còn đối với mô tôi thì nó đi gấp từ từ là một cái sự tập hợp từ một cái tổ hợp đến thường khi nói về một cái gì mà có người trong lớp học này hoặc là những cái tổ hợp gì đó thì các bạn có thể dùng từ mô tôi cũng được được không nào như vậy thì hy vọng là cái bài học phân biệt ngắn ngắn nhỏ nhỏ ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm một kiến thức về tiếng Hàn và cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới của Last Academy